chân Đài Loan cũng khiếp không? Em bự dữ hả? Trời không tin luôn á. Quá bự luôn. Trời rất là lạnh luôn. Mới có 9 giờ sáng à. Sương mù không? Đây mọi người, trạm dừng chân Đài Loan trên freeway mọi người. Khủng khiếp không? Không tin được. Tôi miễn trạm dừng chân. Có, con có mà. Đeo vô còn ở bên này luôn. Có đứng ở ngoài không sao nhưng mà chừng vô trong. À hả? Đây, đeo vô. Ê cha, em có cái hả? Hồi nãy anh đưa em cái. Thôi để em cài, đây cái của ông đi. Ông đâu còn đeo đó. Hai trong túi hai con khẩu trang mà. Hả? Đeo khẩu trang vô. Quan sĩ đi. Là bằng vô bên phía bên trong của cái chạm dừng chân đó mọi người. Cái này bên em cũng có bán. Nhưng mà mấy dịp lễ hội mới có thôi. Người Nhật hay bán á. Quá trời rộng luôn. Ăn gì vậy? Ăn gì vậy hay? Giống theo lèo quá vậy. Theo lèo quá. Không. Theo lèo. Theo lèo phụng. Theo lèo. Theo lèo phụng. Bánh thốm nè. Ăn gì vậy hai? Đừng nói vẫn là ăn cái ông này nha. Thôi. Đó, đi từ bên đó về tới đây vô ăn này. có lẩu tàu hủ thúi hay gì đó cho Ly ăn thử. Hai mọi người, chị em nói cái món này là món tên là bánh xe mọi người. Ở Đài Loan là món bánh xe, nhìn những cái bánh xe không? Đó. Nhưng mà nhân nó là nhân đậu đen, cái nhân đậu xanh. À, cái này là nhân đậu đen nha, bây giờ thử thôi mọi người. Nhìn giống bánh kẹp thôi mà. Nhưng mà nó ở dân ở Đài Loan gọi là bánh xe. Còn lâu. Ngon em, ngon. Ha. Thử lên. Thử ngon á. Nhân đậu đen. Đậu qua đây ăn cắt mập quá. Ngon quá trời quá. Món lạ này, hồi hết nó gán chịu á. Nha. Thử miếng à. Bánh xe. Bánh xe nhân đậu đen. Mỗi món quay miếng, mỗi món quay miếng. Nó làm nhỏ nhỏ ăn ngon ngon. Ngọt ngon. Ủa cái đậu làm ngon á. Ngon bùi ha. Có làm cái đậu mùi ghê á. Ở đây không mập mới lạ. Hàng gì người Đài Loan ăn mập đúng không? Món mới mọi người. Cái này kêu là gì vậy? Nhìn giống gạo vậy. Hai này gọi là gì hai? Món tên gì? Tên gì ạ? Gạo hả? Gạo. Thử coi. Nếp. Nếp với huyết heo. À hả? có coi video này rồi. Thế hả? Nếp với huyết heo. Ồ, được không? Ngon không? Chua, nóng quá. Nóng. Thử lại. Ngon lắm.
Ngon không? Ngon. Thử cái ơi. Đây là không biết diễn tả luôn. Nếp với huyết heo. Không nếp nếp với huyết heo. Nó không có hơi mùi huyết. Nó thêm mùi nếp. Nó lạ. Nó lạ. À, nóng quá. Nóng không? Nóng gì? Nó lạ. Thử ăn lạ thiệt ha. Lạ lắm. Không có giống gì hết. Không có giống gì mình đã từng biết. Nhìn tưởng cái cà rem. Nhìn tưởng cái cà rem. Ăn lạ thiệt. Dạ, giống cái đen đen, đen đen chắc quyết quá. Dễ ăn. Đen đen chắc quyết quá ha. Quyết á. Cái nếp ăn chừng. Ừ. Anh rửa đi. Ngon. Ừ, rớt rớt rớt. Rớt đâu sao thổi ăn lại ngon. Rớt ngủ quá. Ngứa không? Muốn rớt là ngon, ăn là hút muốn. Mới rớt cầm ăn liền cũng đâu. Rớt bụng. Hai mọi người bây giờ là Bằng đang ở Đài Trung mọi người. Chị của Bằng nói đây là ở Meo Ly vậy đó. Nói chung là chị biết nó là ở Đài Trung. Và chị của Bằng nói đây là nổi tiếng về những cái vườn dâu. Mà nãy giờ mà đi từ ngoài đường vô là đồi núi chập trùng mọi người. Mà thấy dâu quá trời luôn. Họ trồng luống 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 giống như kiểu ở mấy cái farm bên Mỹ mình vậy đó. Nhưng mà nó quy mô lớn hơn nhiều. À, chị của Bằng nói là trái dâu đây là nó là lớn nhất ở Đài Loan luôn á. Nó là ở Đài Loan là giống dâu ở đây là lớn nhất. Nhưng mà không biết là nó lớn như thế nào thì chưa biết. Nhưng mà chút xíu nó xuống đó mình coi mới biết. Ở đây là một cái giống như chạm dừng chân vậy đó. Bởi vì ở đây cũng rất là khó kiếm chỗ đậu xe mọi người. Chị có Bằng đi đậu bên kia kìa. Phải chạy qua tú bên kia đậu đó. Rồi sau đó là đi bộ qua đây. Còn mấy con đường đây nhỏ xíu à, giống vậy nè, chiếc xe vô mới vừa. Mà chị của Bằng nói thì mấy cái vườn dâu nằm ở phía trong đó. Nghĩa là mình sẽ phải đi bộ vô. Thường thì nếu đi xe nhỏ thì vô được, nhưng mà xe lớn thì vô không được, nên là phải đậu bên kia. Đó, nhà Bằng thuê một chiếc xe lớn đó 10 chỗ đó, để đi. Vào cảnh sát Đài Loan kìa. Em cảnh sát Đài Loan kìa. Xe cảnh sát. Xe cảnh sát kìa, trời. Xe taxi quá. Ôi, đâu nhìn cũng giống xe cảnh sát mình chứ bộ. Không, giống taxi, giống taxi cảnh sát Đài Loan kìa. Ồ, vậy rồi hả con? Hello, race hello, ray hello. Cháy này cháy gì con? Cháy gì? Cháy gì? Cháy gì vậy ta? Cháy này cháy gì ta? Cháy này ăn trái ngon này ta? Là trái blueberry. Không phải chậm. Cháy gì? Cháy gì? Cháy gì? Cháy này cháy gì ta? Cháy gì? Cháy gì? Trái blueberry. Còn cái hộp bự ghê không? Hộp hộp này hộp gì? Trái này trái gì? Trái này trái gì? Con muốn trái gì? Cái này trái cam rồi, cái này chắc trái cam á. Cái này cái gì vậy? Ăn trái cam rồi con ơi. Biết nhưng mà đang buồn ngủ không chịu nói. Nói ăn cái này cái gì vậy? Bây giờ bên đó là mấy giờ ta? Chắc 10 giờ hả? 10 giờ đêm. 10 giờ phải không? Con ở đâu rồi? Nãy cô hai nói mình lát mình xuống đường châu. Nó nói không, con muốn đi hái. Để Bằng định vị thử coi giờ Bằng đang ở đâu ở Đài Loan. Chị Bằng nói ở Meo Ly là gì Bằng không biết nữa. Ồ cái này là trời. Cái tòa nhà này tên là tòa nhà văn hóa. Chụp hình trái dâu nha. Văn hóa dâu tây. Không hả? Đây. Da Hu Township. Đây giống như một cái thành thị trấn nhỏ mọi người. Nằm ở giữa. Trời ơi mình đang ở giữa rừng em. Nãy giờ anh hai anh chạy vô giữa rừng luôn rồi. Nè, đồi núi chập trùng nè coi nè. Hồi nãy đi trên đường nè, coi nè. Đâu có gì đâu. Nhà ở đây. Đồi núi chập trùng. Bây giờ là Bằng sẽ đi hái dâu nè mọi người. Ở Đài Loan thì vẫn còn phải đeo khẩu trang nha. Nên là Bằng vẫn phải đeo khẩu trang nè. Ngủ của nó bỏ dưới nè. Vẫn phải đeo khẩu trang. Quý đâu cũng phải đeo khẩu trang nè. Cái này là lạp xưởng dâu. Đúng rồi, nãy ghi nè. Strawberry sausage. Chút nữa quay ra là hưởng thức. Không, chút nữa quay ra là trời ơi trời. Chút quay ra thế nào có lạp xưởng dâu. Lạp xưởng và lạp xưởng dâu. Đây đi đâu dâu hết. Cái này cháy gì vậy? Cái này cháy gì? Cháy dâu. Trời ơi, nó mê cái này lắm.
ngoài kia lạnh rồi sao vô đây nó nóng nha. Ờ cái gì cũng có dâu, ở đâu dâu. Dâu nó bao vây đi mình. Chúc mua dâu cho ngăn đi. Ồ, ở đây là cái vườn dâu nè mọi người. Nó có hai loại nha. Loại ngoài trời với một loại trong cái mái che. Quay gì mọi người thấy không ta? Có cái lưới. Ở bên đó là cô có mái che. Có. Ủa, trái này đâu bự lắm đâu hai. Nãy nghe hai nói trái dâu đây bự lắm. Cái này dâu trồng trên vàng. Vàng có mấy che. Anh thấy ai cũng đeo hết. Dâu này trồng dưới đất nè. Nó có hai loại ha. Nhưng mà cây dâu nhìn tốt hơn cây dâu bên mình đấy mày. Cây dâu lá nó dày, nó sạch hơn. Lá nó xanh ha. Nó dày. Nó xanh mà. Cái lá dâu của bên mình nó nhỏ hơn đúng không? Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Yếu quá. Này lá nào nó to ghê. Rồi nó cho mình đi xuống dưới luôn á. Được mà. Đây nó ghi bản toàn bản Trung, tiếng Trung Quốc hay tiếng Hoa gì thôi mà mình không có biết được. Phổ thông luôn. Đúng rồi, Đài Loan sử dụng tiếng phổ thông với tiếng Phúc Kiến. Chứ không phải tiếng Trung Quốc nha, tiếng phổ thông, tiếng Trung Quốc, tiếng Phúc Kiến. Không, chị hai mới biết là nó khác nhau, giống nhau. Giờ vợ chồng em như vợ chồng son á. Trái nó bự quá. Được mà, mua cái hộp trước. Nhưng mà mình phải mua. Không, hồi nãy hai nói là mình hái xong rồi mình mới ra trả tiền. Trời. Nhanh vậy? Nhanh vậy? Tốc độ vậy? Chị xách rổ nè. Chai nước rồi, chai nước rồi. Chai nước này anh đưa em mà. Ok, rồi vậy để dưới xe. Ở anh đâu đưa em? Ok. Ủa, kìa. Trên xe đó. Ready, sẵn sàng đi em. Sẵn sàng. Yeah. Bên nào hái được? Sẵn sàng. Dâu này chắc dâu giống nè, bán cho gia chồng á. Cách đây mình cởi khẩu trang ra được rồi. Ngọt quá. Ngọt quá. Ồ, không, hồi nãy đeo khẩu trang không có nghe cái mùi nha, gỡ khẩu trang mới nghe cái mùi nha. Em, gỡ khẩu trang mới nghe cái mùi nha. Xe. Đường này, đường xe nè em. Xe vô đây nè. Hồi nãy hai đứa chạy vô đây luôn nè. Nhưng mà xe bận xuống vô. Nhìn kiểu giống như làng quê Việt Nam vậy mọi người. Giống kiểu Đà Lạt ha. Đồi núi chập trùng. Mấy xe này có camera backup nè. Lo gì. Chạy gần tới là nó hú nè. Nhiều hồi quên tiếng hú. Nhiều hồi nó hú không nghe. Hey. Đây bà nội với bé chay. Bé gì? Ô, quên bé anh. Bà nội lộn tên con rồi. Bà nội nó lộn chay, con không phải là bé chay. Bà nội này thiệt lắm cảnh, con không phải là bé chay. Đi kêu về đi làm gì vậy? Đi kêu Việt Nam đi đâu qua đây vậy? Đi kêu Việt Nam qua đây. Cùng mình hái ở trên ở dưới cũng được, cũng hái trên dưới cũng được. Hái dưới nào không con? Ở trên hay. Dưới này à, ăn hái dưới thì ăn hái được, đi xuống. Mình đi bên nào? Đi bên nào xuống? Đâu đường kia kìa mẹ. Cái này là cái hành lang mà sao đi? Đường kia đi xuống thôi. Con cô giáo chạy chỉ con cách cầm kéo không nhớ không? Là lá trên hay dưới đều hái được. Làm sao không có cách vô tay kìa. Mình cắt strawberry thôi nè. Cắt cái cuộn strawberry chứ không phải là cắt cái trái strawberry.
bay xuống nào. Ừ. Chắc ba học xuống nào mà đứng trên. Xuống. Xuống. Nghe chưa? Nghe chưa? Bà nội có chân té. Thấy căng dặn bà nội không? Bà nội có chân té. Ừ. Con lửa trái to. Con lửa trái to con cắt nha. Rồi đi đây nè, con thích cái nào con hái đi. Rồi cầm chĩa kéo ra ngoài nha. Đó. Trời ơi siêu đẳng luôn, bỏ vô. Lửa trái bự nha, lửa trái bự là cắt nha. Trái to nha. Lửa trái to. Đây đâu to vô trong rồi, vô trong vậy sao? Vô trong cắt, vô. Rồi. Bà nội cũng kiếm đường xuống. Đây nè con, trong đây còn nhiều nè ưng. Nó nhỏ nha, trái đỏ. Ủa cầm kéo chuyên nghiệp luôn. Xuống theo với ăn cắt đây, bỏ vô. Tao đi ở xa xí xài. Lớn. Con chĩa cái kéo ra ngoài nha. Chĩa xuống dưới đất đó nha ưng. Rồi bỏ vào. Chĩa xuống đất ưng, cầm kéo chĩa xuống đất con, đừng chĩa lên trước vậy con. Trời. Cắt được không ưng? Được. Rồi giỏi đi. Ưng cắt cái bàn trái đi. Ba thèm ăn dâu quá à. Không, mấy cái trái vừa vừa mới ăn nè. Nè trái này. Ê đây, đây nè, trái nó còn sống con. Trái này mới chín. Trái này chín nè. Nè nè nè, trái này chín nè. Đúng rồi. Trời ơi. Ôi, hay lắm, đây nên trái nè. Ngọt ngào vậy ta. Nè, ăn. Để nó bỏ đi con, nè nè. Đi. Ở trong kia trái bự chín nhiều lắm. Trời ơi, mẹ nó có trái bự nè con, lên cắt cho mẹ nè ưng. Từ từ, cầm kéo đi từ từ, đi từ từ. Để nó hói nó, để từ từ. Đây nè, đó, thấy trái này bự không? Ôi, bự không? Ôi, bự quá. Cầm cắt sao nè. Trời ơi, coi chừng cắt đúng cái kia. Rồi. Trời ơi. Hay quá. Ghê ta. Rồi. Ôi, ôi, trái này đỏ chét luôn ưng. Trời ơi, đỏ chét luôn. Đỏ không con? Dạ. Đỏ không? Ôi, đây nữa nè ưng ơi, bự ghê nè. Con chừng cắt vô tay nha con. Đúng rồi, giỏi quá. Đây, hai trái nè. Trời ơi, kỳ này chắc mẹ bà nội mình nè, đây nè, chắc đi, chắc là trả tiền đuối luôn á. Nghe. Bà nội mày cứ đè cắt đi con, kè cắt đi con nha. Cô hai, bà nội cứ đè cắt đi con, cắt rồi trả tiền đuối luôn á. Chụp hình chụp coi cô hai. Trai bé nhỏ lắm. Con đi đàng hoàng nha, đi cẩn thận. Nó lớn rồi. Ôi, gái của ba giỏi quá. Vô rồi, xuất sắc luôn. Đây nè con. Mấy cái to nha. Đây cái to nha. Trái nó to không con? Coi chừng cái tay. Trái nó có to không? Không, coi kỹ lưỡng lắm mới cắt. Ủa rồi, sao ông nội trên đó? Ê, trái này sâu rồi. Ông nội xuống đây chơi không? Coi cái kia. Cô sợ hả? Con lửa trái to lúc vậy mới cắt nha. Con đừng có cắt trong tay. Cắt vô tay đi nha. Nè con bỏ nhẹ chứ không nó hư. Trời ơi. Trời đất ơi. Bỏ nhẹ thôi. Bỏ nhẹ. Bỏ hai trái luôn. Bỏ nhẹ thôi. Trời trái bự gì. Hai trái luôn. Trời trái dâu. Rồi bỏ vô. Trái dâu nhìn giống trái dâu trong quảng cáo vậy. Ừ, ngon quá ha. Thôi trái này đi. Trái này luôn. Trái này ngon nè con. Trái này bự nè con. Kẹt rồi. Kẹt rồi. Kẹt tay rồi. Mẹ gỡ cho nó mẹ. Đâu vậy? Gỡ tay ra bị kẹt rồi. Đưa mày chỉ cho. Kéo rồi, cái kẹt vô đây rồi. Để coi. Con cầm từ từ. Cái này nữa nè, ăn cái này bự nè ăn. Cái kéo này do nó kéo này bị rít á. Rít hả? Ừ. Đâu con đút sao? Cái kia có bị rít không hai? Cái kéo kia có rít không? Đưa cái không bị đổi đi. Rít nó làm rít rít chắc mắc cái đất đó. Nè con nè con, cái bên này nè, bên đây nè. Trái này bự nè con. Nhỏ giỏi quá ta. Trời đã quá đi nữa. Trời ơi. Thôi trái nó nhỏ con. Lắm con hái, nhưng mà con hái con làm ơn nó hái rất là nhẹ nhàng, nhưng nó bỏ vô vỏ không có nhẹ nhàng để dập hết chứ không to. Cái này nè, cái này to con cho thấy to giống mẹ. Đúng rồi, nhưng mà con coi cái tay, con coi cái tay, coi chừng cái tay, chừng cái tay nha con. Trời ơi nhẹ thôi, bỏ gì bỏ nhẹ thôi. Hai nãy thì lại sai thôi nè. Nhìn mày bỏ nè xuống gặp cái đó hai lên xuống này lên. Cái này trái bên đây, đây nè, trái nhỏ lắm trái. Mà bà nội kêu lộn tên con rồi. Ở anh rắn nó bắt lỗi nữa giờ. Hai ngang ngủ hả?
Chơi ngủ. Chơi ngủ. Để kêu nó dậy. Kìa. Kêu là nó dậy à. Mình cắt cho nó cái này. Sao mẹ mày biết bao nhiêu đường đi, đi cái đường kìa vậy? Lùi lại. Wow, bạn ngồi xe bạn nó. Wow. Đúng rồi. Ông nội xuống ông nội. Ông nội chiếc xe gửi kia cho vô gửi chiếc xe. Ông nội đưa cho nước cho cho con. À, cầm xuống lửa cho nó bé ăn trái thế nào. Khôn ghê không? Biết kiếm trái đỏ nha. Biết kiếm trái đỏ nha, bớt nè coi nè. Theo. Chứng kiến nè, kìa, kìa kiếm trái đỏ bớt ba xuống không? Bớt đi chay. Chưa đang chê. Nó ba. Ba có xuống không? À. Chạy nó cạp á nha, chạy nó cạp. Chạy nó cạp thiệt á. Rửa tay đi, rửa cho nó trái đi. Rửa cho nước nè em. Nè nè. Đưa đưa đưa. Đưa mẫu cơ. Con thích hả? Xe lại dài á. Đưa con trái cho nó cầm ăn sao rồi, chụp hình hơn. Cô hai mày hái có bốn trái à? Cô hai hái trái thiệt ngoài. Con hái nhiều lắm chứ. Hái mẹ một rổ luôn rồi. Cô hai cũng muốn hái lắm. Chết mẹ rồi, hái quá trời quá đất rồi. Cô hai cũng muốn hái lắm, cô hai. Hồ trời ấm nha. Quan kia, quan kia. Đây nhìn lắm ăn qua đây nè, qua đây nè. Ăn cái đó đi con. Một cái nhà nó cao dữ ta. Xây lúc trên núi giống cái chùa ha. Trời ơi nó bóp chùa. Mấy cái người ta luôn rồi. Chay giờ là giống như hồi lúc ăn lúc còn nhỏ. Lấy lá dụng đi ly. Chay giờ giống như ăn lúc còn nhỏ vậy đi vô vườn dâu. Rửa rồi trái này rửa rồi. Đi con. Hả ao quắn. Ao quắn. Ăn quá, ăn quá. Ủa dâu đây ngon quá em. Nhìn tươi. Đây là bò viên dâu nè. Cái lạp xưởng dâu nữa đưa đỏ hả? Thơm mùi dâu. Lạp xưởng dâu. Ừ. Lạp xưởng dâu. Đưa cái lạp xưởng dâu. Hai. Con ăn gì ạ? Không có mùi dâu á. Đưa cái lạp xưởng dâu cho bạn quay kèm lạp xưởng dâu. Trời ơi. Con ăn gì ạ? Kem dâu. Kem dâu. Kem dâu. Bò viên nó làm ngon nhưng mà làm dâu có hợp không? Không có hợp. Nhưng mà thơm hết bạn. Ừ. Nhưng mà thích cái là bò viên nó nằm có miếng xương nhỏ ăn trong. Bò viên ngon á. Nhưng mà cái là bò dâu không có hợp. Không hợp. Ừ. Tính học cách để về qua bên đó bán mở tiệm bán. Rồi thử gặp thử dâu. Nhưng mà đầu sữa không có mỡ đâu bà. Ngon chứ đâu có chê ngon mà. Béo. Lạp xưởng dâu nha. Ừ. Ừ, thịt trong rồi. Nhưng mà không đâu. Mà đâu nghe mùi dâu đâu. Có mà mẹ kêu có mùi dâu mà. Nghe mùi dâu hả? Sưởng không nghe mùi dâu. Ừ, thử thì nghe mùi dâu. Này không được ha. Nó xạo. Có người ta mix trộn thịt với lại nước dâu á. Cái này ăn là nghe mùi dâu nồng nặc luôn á. Cái này không có. Này. À? Ừ. Cắn cái là nghe mùi dâu liền á. Cắn rồi nha. Ừ. Thử ra. Bò viên làm ngon ghê á. Dai ngon. Cái này nó phải hửi. Ừ. Thử rồi. Gì á? Có mùi dâu không? Có ăn kem dâu. Có mùi dâu không? Không kem đó. Dâu có mùi dâu không? Không đó. Có mùi dâu không? Bữa này chén này của cô Hai á. Này của cô Hai nè, cô Hai. Thầy giới thiệu cho mọi người. Đây đó, đồng phòng đây luôn. Chuyện lạ có thật luôn. Vỏ màu trắng. Vỏ như hộp đồ bọng bình thường nha. Nhưng mà trong màu đen. Giờ là giống như một trái. Đó. Nhưng mà là lột cái lụa ra. Lột lụa ra đi, lột lụa ra cho tao thấy. Có lụa trong màu đen luôn hả? Nó có lụa là đây. Ừ. Oh. Không phải là đậu phụng cháy nha. Không phải đậu phụng cháy nha. Ừ. Màu trắng ngon. Còn đây mà. Là đậu phụng luộc nè. Cái đậu phụng luộc màu trắng là nó, là đó, là đậu phụng luộc nè. Mommy. Luộc ra nè. Còn ở trong. Ừ. Ủa đậu phụng luộc lấy đâu hả? Mua luôn. Ủa mẹ mua khác nữa hả? Hai mua hai lần. Có hai.
giúp cho. Cái này là đậu phộng của Đài Loan đúng không? Nhưng mà cái đậu phộng luộc của Đài Loan rất là khác, của mình ăn thử là luộc nè. Không biết diễn tả luôn. Nó bùi. Nó không có sực sực giống như đậu phộng Việt Nam. Không có sực ha. Bọt. Bọt. Hay em để cho bạn là. Con này là đậu phộng rang của Đài Loan mọi người. Đây. Coi nè. Không tin được luôn á. Đó. Lúc đầu em mở ra em tưởng đậu phộng bị cháy. Không có đang cháy vỏ mới cháy sao cháy ngoài được. Con lọc ở trong cho ta thấy ở trong. Đó. Đó. Đây là thay vì của mình là đậu phộng màu ở ngoài màu. Mới biết luôn. Cái lụi màu đen. Cái lụi màu đen. Cái lụi đó, đừng có bỏ. Cái gì hả? Ừ. Cái lụi tốt lắm nha mọi người, nói cho thầy. Dạ. Nhưng mà cái giống này nó vậy hay là sao hay? Cái lụi của nó không có bị chát giống như lụi bình thường. Cái lụi của chát. Nhưng mà cái giống của nó là vậy hay sao? Hay là người ta ngâm cái gì không? Nhưng mà ở đây chỉ có một loại này thôi chứ không có lụi. Có lụi trắng rồi có nhiều loại. Ồ, vậy cái này là chỉ lên núi nó đồng thôi. Ồ. Cái tên của nó đen nè. Chữ này là chữ đen. Má mày hay thì là chữ đen. Là đậu phộng đen. Là hắc á. Đúng không? Ừ. Đen ừ. Thu. Thì là nó có tên là hoàng đậu phộng đen. Ui dạ. Má mày giúp cho anh. Giúp cho anh. Con ăn ngon không ạ? Ngon không? Ngon không? Ngon. Má mày cho anh giúp mẹ. Con ăn ngon không ạ? Ăn ngon không? Đậu này là gì? Đậu ngon. Dạ chị. Đậu này đậu gì? Đậu. Đậu phộng đen. Đậu phộng đen. Đậu phộng đen. Ngon lắm cô chú ơi. Nói, ngon lắm cô chú ơi. Trời ơi. Còn đây là bắp trồng trên núi hả hai? Ở đây trồng trên núi. Bắp Đài Loan có mắc hơn đậu phộng thường không? À. Bắp Đài Loan này sự kết hợp của bắp dẻo của Việt Nam và bắp Mỹ, bắp giòn của Mỹ. Ừ. Vỏ ngoài rất là dẻo. Dẻo mà ở trong nó giòn. Giống như cái cày đó nha, cái cày đó. Rất là ngon. Thử đi. Bắp nó hay quá. Má mới cho anh trường quế và thì sẽ thấy nó rất là lạ. À. Thấy không? Ủa sao nó có hộp dẻo hộp giòn vậy? Dạ. Nó hay vậy? Bởi vậy nó bắp là đặc biệt. Là kết hợp giữa hộp giòn nè. Giữa bắp dẻo Việt Nam và bắp giòn của Mỹ. Hộp này giòn. Hồi nãy em đem đưa có hộp dẻo nha. Dẻo không? Hộp dẻo. Rồi. Má mày nhìn cho ông bà nội. Má mày nhìn cho ông bà nội nhìn cho con. Trời ơi, cái bắp này độc nha. Dân. Cái hộp này là nó giòn à. Sao con? Dân. Ừ, đúng rồi. Đây đây con đưa này nè mới thấy nè. Đó, này là gì? Đậu phộng đen. Đậu phộng đen, đúng rồi, giỏi quá. Ừ. Hay. Cái bắp này hay nè mọi người. Bắp bắp thau. Không, bắp Đài Loan. Bắp Đài Loan. Ừ. Đây là hộp hộp dẻo, hộp giòn. Hộp dẻo, hộp giòn. Mới biết luôn trời. Xin giới thiệu đây là bắp Đài Loan. Bắp Đài Loan. Cái dục đâu rồi, cái kia giới thiệu. Hay lắm. Giống như là bắp ghép, đài ghép giữa bắp dẻo, bắp giòn của Mỹ vậy. Hộp giòn, hộp dẻo. Không, nhưng mà nó hay cái là nó mọc đang kẽ nhau, nó hay chứ. Một hàng dẻo, một hàng giòn. Hai này nó ghép đó còn. Cái cây mở ra cái trái. Mở qua dùng cho nhỉ. Ra tự nhiên nhưng mà nó ghép cái cây. Nếu mà mình ăn nguyên một đống thì có một dẻo. Rồi, con ăn cặp kìa, ngon không con? Dạ. Ngon không? Ngon. Ngon hả? À? Cặp cái đây. Hộp dẻo hộp giòn này nha. Ừ, ngon không? Cái này ăn mua là cái loại không phải loại mắc tiền, loại mà nó dẹt ra đó. Dạ hả? Nhưng mà nó bán thường thường một trái là bao nhiêu tiền? Mà bắp nó đều ghê ha. Cân ký bắp, bắp ký nha. Bắp cân ký hả? Hôm nay bán gì cũng cân ký không trời. Bắp đều ghê ha. Bắp đều. Đều. Thâm tấp luôn. Cái đặc biệt của nó. Má mày. Không bị nghe. Đúng rồi. Cái giòn, cái dẻo. Cái này là ai ăn dẻo cũng được, ai ăn giòn cũng được. Ngon bắp dẻo. Cái dẻo, cái giòn. Hay là. Có giòn, có dẻo thì nhai không hết. Ăn giòn quá thì cũng không có cái loại giòn không. Cho ăn một hộp đậu đen coi. Đậu phộng đen. Cảm ơn. Cảm ơn ai vậy con? Cảm ơn ba. Rồi, con ăn thử. Con ăn thử xong con hỏi con nói ba nghe coi ngon hay dở nha. Nghe nè. Đậu phộng đen nè. Ăn thử coi nói ngon hay dở nha. Con hai vùng ngày xong đi. Không cần luôn, ăn luôn. Con hai nói ăn cái vỏ đó được luôn con. Ăn đó là rất là tốt. Cái lụa của nó ăn được con. Nó không có chát hả? Không có chát. Cái lụa phộng mình nó bị chát. Mà cái cục hủ được nè, nhìn cái đậu phộng nè, trái có ba lớn. Cái lụa của mình nó ra ra. Đúng rồi. Mình nó cứng lụa mà nó chát. Lụa mình nó chát mà này không có chát. Má nhì không ăn của anh nhỉ? Được, ăn được. Ăn được. Con ăn được, con thử đi ăn ngon, con thử đi ăn được. Cái này lụa ăn được. Ngon không con? Con nhìn má mày ăn nè, nhìn nè, không cần lột. Ngon không? Con thử. Ngon.
ngon lắm. Ăn không được bỏ. Ngon không? Ngon không? Ừ, rớt rồi. Nè, ngon không? Thử coi. Ngon không? À. Không phải. Không phải lột à. Không chịu ăn họ lộ. Đây nè, đâu rồi, đưa cho chay nè, chay ăn nè, chay lại đây. Chay, vỏ chay nè. Ăn luôn. Bỏ vô miệng, bỏ vô miệng. Đổ, ngon. Ngon không? Cũng đắng. Hai đứa mày, hai đứa mày.